Mát Kazakit Mehezoine đang được nhiều người Việt Nam ưa chuộng sử dụng. Bằng chứng là số lượng tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử rất lớn. Để tìm hiểu sản phẩm này, bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ review Mát Kazakit Mehezoine. Thương hiệu Kitme. Kitme là một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nội địa Nhật. Ngay từ những ngày thành lập, hãng đã có mong muốn tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Trong quá trình phát triển, hãng cũng truyền tinh thần, cảm hứng này thông qua bộ sản phẩm của mình. Sản phẩm từ nhà Kitme luôn đa dạng, hội tụ đầy đủ nhu cầu chăm sóc sắc đẹp như là kem chống nắng, sữa dưỡng thể, sơn móng tay, dưỡng tóc, phấn má, lông mày, phấn mắt, trang điểm nền, chăm sóc da. Đánh giá Mát Kazakit Mehezoine, nhược điểm: sản phẩm dùng lâu ngày sẽ khó mở nắp vì chất keo trong Mát Kaza khá chắc. Đây là nhược điểm của hầu hết các Mát Kaza cần được cải tiến, không riêng gì nhà Kitme. Điểm trừ lớn nhất của sản phẩm này là độ bám bền bỉ, chống nước quá tốt nên người dùng sẽ gặp khó khăn trong quá trình tẩy trang. Để khắc phục điểm này, bạn cần một loại tẩy trang dành riêng cho mắt hoặc sử dụng dầu tẩy trang để loại bỏ lớp mắt Kaza lì này. Ưu điểm: thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi giúp người dùng dễ dàng mang đi bất cứ đây. Thân vỏ được lấy màu chủ đạo là đen trắng khá sang trọng. Trong sản phẩm có chứa thành phần dưỡng ẩm, vì vậy lông mi của bạn sẽ không bị khô khi dùng. Dễ dàng sử dụng đối với cả người mới bắt đầu học make up, bởi có đầu mắt Kaza nhỏ, cong và nhọn. Điều này còn giúp lông mi bạn trông tự nhiên ngay khi chỉ trải một lần. Chất mực lên khá đều và chuẩn, có khả năng chống nước tốt, không bị trôi, lem hay vón cục khi trải. Có khả năng kéo dài lông mi của bạn một cách tối đa nhờ cấu tạo có gốc polymer bao bọc. Trên đầu của Mát Kaza có nhiều sợi nối mi được trộn đều với chất xúc bám vào từng sợi lông, từ đó làm dài và cong mi một cách tự nhiên nhất. Giá thành phù hợp với chất lượng sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng Mát Kazakit Mehezoine, dưới đây là 6 bước thực hiện để có được một hàng mi cong và dài. Trước khi bắt đầu sử dụng, bạn dùng chổi cọ khuấy nhẹ Mát Kaza bên trong. Sau đó, bạn có thể dùng khăn giấy lau bớt phần mực dư thừa trên đầu chải để tránh Mát Kaza vón cục. Tiếp đó, bạn dùng dụng cụ uốn mi, bấm từ chân lên ngọn mi. Mỗi lần bấm bạn có thể để im khoảng 3 đến 5 giây. Sử dụng cọ chuốt nhẹ nhàng trải đều hai hàng mi trên cũng như mi dưới theo hướng từ gốc đến ngọn của sợi mi. Bạn cũng có thể lặp lại nhiều lần để được đôi bờ mi có độ dài và dày như ý muốn. Lưu ý, khoảng thời gian giữa mỗi lần chuốt lặp lại nên cách nhau một vài phút. Cuối cùng, bạn sử dụng tăm bông thấm nước để lau đi vết lem ra bên ngoài. Thành phần Mát Kazakit Mehezoine. Thành phần trong Mát Kazakit Mehezoine cũng là một yếu tố được nhiều người yêu thích bởi được chiết xuất từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường mà không gây hại cho mắt. Dưới đây là thành phần chi tiết: Zoyogelly extract, chiết xuất sáp ong, bổ sung độ ẩm, làm dày và mềm mi, giúp phục hồi, bảo vệ từng sợi mi khỏi tình trạng gãy hay rụng. Argania pinosa kernel oil, dầu argan, tính chất có tác dụng dưỡng mi chắc khỏe từ gốc đến ngọn, thúc đẩy làn mi mọc dài và dày hơn, giảm rụng lông mi. Camellia japonica seed oil, chiết xuất dầu hạt hoa trà Nhật Bản, kháng nấm, cấp ẩm cho làn mi. Rosa Canina Fruit Oil, dầu quả tầm xuân, nuôi dưỡng và làm mềm mi. Zaxi Talinewa, một loại sáp vi tinh thể có tính chống thấm nước. Ngoài ra sản phẩm còn chứa các thành phần khác như Isozoze Cane, Chimet Hisilosi Silicate, Ta, Zesin Ziteazi Monil Hectozite, C77499, Zechin Pamitet Ethi Hesanoate, Zopilene Carbonate, Hironate Porsobutene, Nilon 66, GTFE, Aluminium Ziterate, Liri Soteazate, Polymet Hisi Sequiosane, Qualane, Zies Hilamino Ethi, Methac Zilate HM Apeluorohe Zilet Himethac Zilate do Polymer, Titanium Dioxide Silica. Phân loại Mát Kaza Kitme Hezoine. Kitme có đưa ra thị trường hai loại nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mỗi người như là long và âm, cu, màu hồng, làm dài mi. Thiết kế đầu chổi hơi cong chếch lên rất dễ dàng tạo dài mi và áp lại lên mi của bạn, đôi mắt bạn sẽ to tròn, cuốn hút. Volume và âm, cu, màu tím, làm cong mi. Thiết kế đầu chổi đặc biệt có lông dài thuôn dần như cánh quạt giúp mở khẩu độ lông mi cực đại, khiến hàng mi cong vút, đen dày tự nhiên. Trên đây là review về sản phẩm Mát Kazakit Mehezoine. Những đặc điểm nổi trội kia thì rất đáng để sở hữu đúng không nào? Hãy truy cập link dưới đây để sở hữu ngay nhé! Và hãy truy cập fanpage của chúng tôi hàng ngày để cập nhật được những sản phẩm hữu ích nhất nhé!